Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ review các bạn xem đó là cái dụng cụ canh sơn ha. Thì mình cái này mình mới mua được ở trên Shopee ha. Cái này là gọi chung nó là cái dụng cụ canh sơn, còn tiếng Anh nó là chain element tool ha. Thì nó rất đơn giản, nó là bằng nhôm ha. Cái này thì tùy theo mình có thể đặt nhiều màu khác nhau, như mình thích màu nhôm màu trắng thì mình lấy màu trắng. Nó gồm một cái dụng cụ như thế này và một cái cây để mình canh nè. Cái cây này thì mình gắn vô đây ha, cây đó mình gắn vô đó rồi bắt đầu mình cái chỗ này nó có con ốc, mình siết nó lại ha. Thì hồi nào giờ mình canh sơn á thì mình không có ốc này, bên đây nó hơi cứng các bạn. Đúng ra mình có lục giác mình dặn ha, cho nên cái này mình quay sơ các bạn, mình dặn bằng tay thôi nè, ốc mình lục giác ha. Rồi bắt đầu mình đút vô đây chưa được luôn các bạn, nó bị sâu rồi. Như thế nhà mình siết lại các bạn. Thì cái phần này á là mình sẽ kẹp vô cái dĩa ha, kẹp vô cái dĩa để cho cái đường thẳng này nè, để cho cái đường thẳng này nó sẽ thẳng với cái canh sơn. Như vậy á thì nó sẽ giữ cái đường thẳng giữa cái cọng sơn với cái nhông nó thẳng, nó sẽ ăn đều hơn và giúp cho cái xe mình nó giảm cái tiếng kêu. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không có mau mòn cái nhông sơn dĩa của mình ha các bạn. Thì dù nói chung là canh sơn bằng cách nào thì mình cũng có theo nguyên tắc các bạn, cái sợi sơn á nó sẽ nằm thẳng lên một cái đường thẳng theo phương từ nhông cho đến dĩa ha. Nên nói chung là nó sẽ theo phương từ nhông cho đến dĩa, tránh tình trạng là nó bị lọt đó, thì nó sẽ bị kêu ha. Ngoài ra việc canh sơn còn giúp cái bố thắng các bạn, giúp cái bố thắng là bên đây nó ăn đều vô ha. Ngoài việc canh sơn thì mình giúp cái bố thắng nó ăn đều vô, nó sẽ thắng nó ăn hơn. Thì cái thao tác để mà xài cái dụng cụ canh sơn này thì nó rất đơn giản. Đầu tiên là mình tháo cặt te ra ha, mình tháo cặt te ra, đó là một cái che sơn đó các bạn, và cái ốp ở phía trước. Cái thứ hai á, là mình kẹp cái này ha, kẹp cái này vô cái dĩa các bạn nè, chỗ này mình nới rộng ra ha, kẹp vô cái dĩa đó. Nó có cái này mình kẹp, nó cũng đơn giản các bạn đó. Ở đây thì mình kẹp nói chung là vừa chặt thôi nha các bạn. Ở đây thì mình xài cái lục giác, mình giữ cho nó trên cái đường thẳng ha, trên đường thẳng, và mình kẹp vô cho nó chặt. Rồi bắt đầu lúc này á, mình chỉnh làm sao cho cái bánh xe mình á, nó thành một cái đường thẳng từ cái dĩa cho tới cái nhông, nó thành một cái phương thẳng nha các bạn. Rồi với lại á, cái thứ ba nữa là mình chỉnh làm sao cho cái độ trùng sơn nó nằm ở mức độ cho phép ha, nó nằm ở mức độ cho phép, nó không quá dùng hoặc là không quá căng. Nếu mà căng á, là bằng chạy nó sẽ kêu cái nhông, còn nó dùng quá là dây sơn nó dùng nó sẽ đập vô cái gấp các bạn. Cái thứ hai đập vô cái cặp te, đập vô cái ốp sơn nó sẽ kêu rất là lớn. Rồi mình chỉnh cho nó thẳng rồi xong đó mình sẽ cố định, mình siết cái ốc ha các bạn, mình siết cái, nói chung là mình siết ốc. Cái bên này á là cái 17, còn bên kia á là mình xài cái điếu 19 ha. Ở đây do mình canh rồi cho nên mình không có dịnh dặn ốc lại. Thì mình kiểm tra lại bước 3 và bước 4, tức là mình kiểm tra lại, mình dạt siết ốc xong mình kiểm tra lại coi cái phương nó có thẳng đứng hay không. Rồi mình quay bánh rồi mình kiểm tra hơn ha các bạn. Mà trước khi quay thì mình tháo ha, tại đây mình chưa tháo cái mình quay, nói chung mình tháo ra mà mình mới quay được. Rồi thì mình sẽ nói lại cho các bạn xem, để cho mà mình canh được cái bánh xe mình tăng đưa sơn mới có thể tại nhà, thì các bạn chuẩn bị bộ dụng cụ rất là đơn giản. Một cái chìa khóa 17 ha, một cái chìa khóa 17 là ở cái con tán bên này, và một cái cây cốt á là cái điếu 19 hoặc cái chìa khóa 19 tùy theo các bạn. Nói chung là nó cũng đơn giản. Rồi với lại á là cái chìa khóa 12 để mình tăng đưa chỉnh cái độ rơ, cái độ dùng của cộng sơn nó bánh này, và một cái chìa khóa 10 ha, chìa khóa 10 để mình tắt kê, mình lót con ốc này. Thì nó như thế đơn giản. Còn mà có cái canh sơn này rồi á thì mình chỉnh cho nó có cái đường thẳng để nó giúp cho mình tốt hơn. Còn bình thường á mình ra tiệm ra thợ thì nó sẽ không có cái dụng cụ này, nó sẽ dặn ra tùy theo. Ví dụ như là mình chỉnh dặn con ốc này ra, bên này là dặn ra 3 vòng ha. Ví dụ như 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, thì bên kia mình cũng dặn ra 3 vòng như thế thì nó sẽ đều. Nhưng mà riêng những cái xe như là 150 hoặc là 135 năm số thì nó có cái bát tăng sơn ở đây ha. Nó có bát tăng sơn tròn ở đây và nó có những số ký hiệu trên đó, thì mình sẽ chỉnh theo cái số ký hiệu đó. Ví dụ như bên này là chỉnh cái nấc số 5 thì bên kia phải là chỉnh nấc số 5. Còn đối với những xe như mình, xe này thì nó không có bát, không có gì hết, thì nói chung là mình phải chỉnh cho nó có độ rơ và có cái đường thẳng, và mình
Nói chung là mình chỉnh, mình canh có cái bánh nó thẳng là được. Thì giờ hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái dụng cụ canh sơn này. Thì nói chung là nó cũng không có khó. Bây giờ mình sẽ gỡ ra ha. Mình gỡ ra. Mình canh bằng cái này á, thứ nhất là nó an toàn các bạn. An toàn là mình sẽ kiểm tra được cái độ thẳng giữa cái nhông với cái dĩa, nó sẽ ăn đều và nó không có phát ra tiếng kêu. Cái thứ hai nữa là giúp cái bố thắng của mình á, nó sẽ ăn đều hơn và nó không có bị thắng mà nó lết hay thắng nó không ăn ha. Cái thứ ba nữa thì nói chung là mình thấy nó cũng tiện lợi cho các bạn, có cái này thì mình an tâm hơn. Còn bình thường mình canh mình nhắm bằng mắt á thì nó khó có mà nó thẳng theo một cái đường thẳng các bạn. Mình canh bằng mắt là khó đường thẳng, nhiều khi mình nhìn nó cũng bị lệch chút xíu. Còn nếu như mà các bạn có cái phương pháp nào mà hay hơn hoặc là mất tài hữu ích hơn, bạn cứ comment bên dưới ha. Riêng cái phương pháp này nó có cái nhược điểm là mình canh nó là mình phải tháo cái cặp te ra ha, mình phải tháo cái cặp te ra và mình tháo cái ốp mang cá cho nó ra, nó tốn thời gian hơn cái trường hợp mà mình canh ở phía sau này ha. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo ha.